Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://thinpix.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 3 thi VinPix giải toán trên mạng. Lớp 3 vòng 14 năm học 2015-2016 đang diễn ra toàn quốc. Vòng thi này cũng có 3 bài làm nhỏ. Thầy của các em bắt đầu làm bài 1. Bài 1: vượt chướng ngại vật. Chúng ta nhấn bắt đầu. Một thùng dầu có 4.296 lít dầu, người ta bán đi 1/6 số lít dầu đó, hỏi người ta đã bán đi bao nhiêu lít dầu, ta làm thế nào? Ta sẽ lấy 4.296 chia cho 6. Vậy thì 1/6 thì ta sẽ bằng là 716. Vậy kết quả bằng 716 lít dầu. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. 8.015 chia 7 bằng bao nhiêu? 8.015 ta đem chia cho 7 và kết quả sẽ bằng là 1.145. 1.145, đây kết quả đúng. Rất tốt. Kho thứ nhất có 1.750 kg thóc, kho thứ hai có số thóc gấp đôi, gấp 4 lần kho thứ nhất. Hỏi cả kho bao nhiêu kg thóc, ta phải làm thế nào? Ta sẽ lấy 1.750, ta đem nhân 4. Nhân đi 4 thì sẽ bằng là 7.000. Đúng chưa? 7.000 cộng 1.750 thì bằng 8.750 kg thóc. Cả kho 8.750. Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vào chữ chấm. Thầy có 2.421 x 3 và bên này là 1.815 x 4. Ta làm thế nào nhỉ? Ta lấy 2.421. Ta nhân mấy? Nhân với 3. Nhân 3 thì bằng là 7.000, phía này bằng 7.263. Còn phía này bên phải 1.815. Ta nhân 4. Bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là 7.260. Vậy 7.263 như thế nào? 7.260 sẽ lớn hơn. Mai có số nhãn vở kém 6 cái thì tròn 70. Vậy Mai có 64 cái đúng không nhỉ? Mai kém 6 cái thì tròn 70 mà. Mai cho Hồng số nhãn vở ít hơn. Mai có số nhãn vở kém 6 cái thì tròn 70. Mai cho Hồng số nhãn vở ít hơn 1/4 số nhãn vở của Mai là 2 cái. Thì lúc này hai bạn có sẵn số nhẫn vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hồng có bao nhiêu nhẫn vở? Nó yêu cầu tìm số nhẫn vở của Hồng. Để làm bài này thì ta chú ý Mai có số nhẫn vở kém sắp cách tròn 70 thì Mai có tất cả là 70 trừ đi 6 cái. 70 trừ 6 bằng bao nhiêu? Bằng 64 cái, đúng không? Mai cho Hồng số nhẫn vở ít hơn 1/4 số nhẫn vở của Mai là 2 cái. Vậy thì 1/4 của 64 ta phải lấy 64 chia cho mấy? Chia 4 được bằng 20 mấy mấy nhỉ? 24 chia cho 4 bằng bao nhiêu? 18. 1/4 số nhân vở của Mai là nó bằng 2 chứ. 6 chia 4 bằng 1, còn thừa 2, 24 chia cho 4 được 8, 84 24 đây. 6 à không, 84 32 được 6, 16 cái chứ. 6 4 24 nhá, 16 cái. Bây giờ Mai cho Hồng số nhẫn vở ít hơn 1/4 số nhẫn vở của Mai là 2 cái. Đấy, cho đi ít hơn 1/4 nhẫn vở là 16, cho ít hơn thì cho trừ đi 2. Ít hơn 1/4 mà. Là mười mấy? Là 14, đúng không? Hỏi lúc đầu 2 cái thì lúc này số nhẫn lúc này hai bạn có số nhẫn vở bằng nhau. Cho đi 14. Cho đi 14 thì hai bạn có lúc này có nhẫn vở là bằng nhau. Cho đi 14. Vậy ban đầu số nhẫn vở của Mai nhiều hơn Hồng là 14 cộng với 14 bằng bao nhiêu? 14 cộng 4 là 18. Bằng 28 đúng không? 14. Đúng chưa? 14 cộng đúng rồi. Bằng 28. Mà bây giờ Mai chỉ có 64 thôi. Thế 64 trừ 28. 64 trừ 28, 4 cộng 48, 10 trừ 4, 6, 2, thêm 1 là 3, 6 trừ 3, 3, bằng 38, bằng 36 nhỉ? Bằng 36. Vậy
Hồng có 36 cái. 36 cộng 14 thì bằng 36 cộng 14 bằng bao nhiêu? 40. Bằng 40. 50. 36 cộng 40 bằng 50. Thế 64 trừ 14 bằng 50. Bằng 36 cái. Vậy ta được 100 điểm, được chưa? Rồi. Và thứ hai cóc bằng tài 3. X nhân với 6 bằng 1996. Trừ đi 1996 thì bằng 2324. Muốn để tìm x nhân 6 thì ta phải lấy 2324. Em trừ bao nhiêu? Trước khi trừ thì ta phải cộng bao nhiêu? Cộng với 1996 bằng là 4320. 4320 ta phải làm sao nhỉ? Chia 6 bằng 720. Ở đây có 720 không? Có 720. Vậy ta được câu đầu tiên. Thứ hai, x nhân với 3 cộng 1975 bằng 2875. Vậy ta làm trước khi cộng thì ta phải lấy x nhân 3 bằng 2875 em trừ bao nhiêu? 1975 bằng là 900. Vậy 900 chia cho 3 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 300. Câu tiếp theo, cái này ta phải cộng với cái này trước. 438 thì cộng bao nhiêu? Cộng với 162 bằng là 500. Bằng mấy trăm? 5. Bằng 600. 600 trước khi chia cho 5 thì ta phải là nhân 5. Nhân 5 bằng 3.000. Bằng 3.000. Đấy, có 3.000 không? Có 3.000. Một bao gạo nặng 1355 kg. Hỏi bốn bao gạo như thế nặng bao nhiêu, ta làm thế nào? Ta lấy 1335 nhân với 4. Nhân với 4 bằng là 5340, đúng không? 5340. À, cái này vừa bố thí sai. 1355 nhân với 4. 1355 nhân với 4 bằng 5420. Bằng 5420 kg. Câu tiếp theo, có 5 xe tải, trong đó 2 xe mỗi xe chở được 2048 tấn thóc, 3 xe còn lại mỗi xe chở được 1946 tấn thóc. Tính tổng số thóc của 5 xe đã chở ra thế nào? Ta lấy 2048 ta nhân mấy? Nhân 2 chứ con. Nhân 2 thì bằng bao nhiêu con nhỉ? Bằng 4096. 4096. 4096. Sau đó 3 xe còn lại ta lấy 1946. Có nhân mấy? Nhân 3 thì bằng là 5838. Rồi cộng với, ta cộng với bao nhiêu? 4076. 4096 chứ. 4096 thì bằng là 9934. Ở đây có 9934 không? Có. Rồi, 9934 đúng rồi đấy con ạ. Tiếp tục, hai đội công nhân cùng sửa quãng đường dài 4734 km. Trong đó đội 1 đã sửa 1/6 quãng đường, đội 2 sửa 1/3 quãng đường. Hỏi cả hai đội sửa bao nhiêu quãng đường? Ta phải tìm. Ta lấy 4734 chia 6 bằng thì bằng là 789. Vậy 789 là số mét đường của đội 1. Tiếp tục, 4734 chia 3 bằng 1578. Sau đó ta lấy 1578 ta cộng bao nhiêu? Cộng với 789. Sau đó được bao nhiêu? Ta phải lấy mét đường, ta trừ lấy 4000 được là 2367, đúng không? Rồi ta lấy bao nhiêu? 4734. Ta trừ đi 2367 và kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 2367. 2367 đúng không? Trừ đi 1 2. Cả hai đội, cả hai đội chỉ làm một nửa quãng đường thôi, được chưa? Rồi. Một cửa hàng bán hoa quả, ngày đầu tiên bán được 1645 kg táo, ngày thứ hai bán được gấp 5 lần ngày thứ nhất bán. Hỏi ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu kg, ta làm được không? Có. Vậy ngày đầu bán được bao nhiêu đây? 1646. 1645. 45 nhân mấy? Nhân 5. Nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 8000.
8.225. 8.225, vậy 8.225 kg là hỏi ngày thứ hai. 8.225 trừ. Người ta hỏi là hỏi ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu kg? 8.000. Ta phải trừ bao nhiêu? 1.645. Thực ra phải nhân với 4 thôi, ta chỉ lấy 1.645 trừ đi 1.645 thì bằng là 6.580. 6.580 đúng không? Vâng. Thực ra là ta chỉ bán được 4 phần thôi. Nhiều hơn 4 phần đúng không? Người ta test rồi, ta đã thấy thế. Câu số 8. Có 4 thùng dầu, mỗi thùng chứa 1.874 lít, người ta đã bán đi 3.207 lít. Như vậy số dùng còn lại nào, ta làm thế nào? Đấy, 1.874. Làm sao nữa? Nhân 4. Nhân 4 để ra số lít dầu mỗi thùng. 17.496. 17.496 làm sao? Trừ 3207. 3207 bằng 4.289. Vậy 4.289. Rồi, câu số 9. Một trại chăn nuôi có 1.409 con gà. Sau khi bán 512 con gà thì lúc này số gà còn lại bằng 1/4 bằng 1/4 số vịt. Số gà còn lại bằng 1 số vịt và bằng 1/5 số ngan. Hỏi lúc đầu trại đó có chăn nuôi tất cả có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu con ngan? Ta đầu tiên ta sẽ lấy 1.400. Đầu tiên ta sẽ lấy 1.409. Ta trừ bao nhiêu? 512. Trừ 512 thì còn bao nhiêu? Còn 897. Bằng 897. 897 là số gà. 897. Lúc này số gà bằng 1/4. Lúc này số gà còn lại bằng 1/4 số vịt mà. Vậy vịt sẽ bằng nhân với 4 chứ? Vịt thì phải nhân 4, lấy 897 nhân 4 thì sẽ bằng là 3.588 đúng không? Ừ. Và bằng 1/5 số ngan. Cần là nhân 5. Bằng 1/5 số ngan, ta phải lấy 897 897 nhân 5 thì sẽ bằng là 4.485. Nó hỏi ban đầu có bao nhiêu? Ta lấy 4.885 cộng với 3.588 rồi cộng với số gà ban đầu 897. Cộng với sao lại cộng 897 hả con? À? Gà ban đầu là bao nhiêu? 512. Không phải 512 được. 1409. 1409. Đấy là trại chăn nuôi mà. Một trại chăn nuôi con gà đây con. 1409 con gà đây. Đúng không? Bằng 9482. Ở đây có 9482 không? Có. Đấy, vậy tổng số gà của cả trại, cả ngan, cả gà vịt và ngan là 9482 con. Vậy đó là câu 90 điểm đúng không? Sang câu 100 điểm. Thùng thứ nhất có 3.260 lít dầu. Biết 1/3 số dầu thùng thứ hai ít hơn 1/2 số dầu thùng thứ nhất là 475 lít. Hỏi cả hai thùng bao nhiêu lít dầu? Thùng thứ nhất đã cho biết chưa? Thùng thứ nhất biết rồi. Biết rồi là bao nhiêu? 3.260. Người ta cho biết thì sao? Biết 1/3 số dầu thùng thứ hai ít hơn 1/2 số dầu thùng thứ nhất. Bây giờ ta tìm 1/2 số dầu thùng thứ nhất thì lấy 3.260. 3.260 con chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2 thì sẽ bằng 1.630. Vậy cái này bằng 1.630 nè. Đúng chưa? Đấy, biết 1/3 số dầu thùng thứ hai ít hơn 1/2 số dầu là bao nhiêu nhỉ? Là 475. Cái này bằng 475. Cái này 475 nè. Vậy ta tìm 1/3 của thùng hai sẽ bằng là 1.630. 1.630 trừ đi 475 thì sẽ bằng là 1.155. 1.155. Ta nhân với 3 để tìm ra số dầu thùng thứ hai. Nhân với 3 thì bằng là, vậy thùng hai có 3.465. Đấy, 3.465 cộng với 3.260. Vậy tất cả bằng 6.725. Vậy có 6.725 không? Đúng rồi, 6.725 đúng chưa? Vậy ta có kết quả này bằng 100 điểm. Vậy ta vừa làm xong bài thi số 2 nên ok để ta làm bài 3. Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 1.346 mét đường. Ngày thứ hai sửa gấp 5 lần ngày thứ nhất. Vậy ngày thứ hai sửa được bao nhiêu mét đường, ta làm thế nào? Ta sẽ lấy 1.500.
1346 ta nhân 5 bằng 6730. 6730. Câu thứ hai, điểm x nhân với 7 cộng với 1996 bằng 6441 cộng với 1996. Bây giờ ta phải làm thế nào? Ta lấy 6041 cộng, cộng bao nhiêu? 1996 bằng là 8037. 8037 trước khi ta cộng 1996 thì ta phải làm sao? Trừ 1996 thì sẽ là bằng là 6441. Sao làm sao nhỉ? Chia 7 bằng 863. Ngoài ra chúng ta có thể lấy ngay, vì đây cộng với 96 thì tất cả hai bên đều, hai vế này đều cộng với 1996, ta bớt đi đây, ta chỉ lấy cả 6041 ta chia cho 7 ngay thôi, thì bằng 863. Câu tiếp theo, tính giá trị biểu thước. Bây giờ ta làm cái gì trước? Ta lấy 1774. Làm sao nữa? Ta cộng với 1226 bằng bao nhiêu? Ta chia cho 2 bằng 3000, chia cho 2 bằng 1500. 3000 chia 2 bằng 1500. Câu tiếp theo, vậy vậy ta phải tính vế này trước. 2015 ta cộng bao nhiêu nhỉ? Ta cộng với 917 bằng 2932. Trước khi cộng thì ta phải trừ, trừ đi 2003 bằng 929. Không phải được. Bên này các em tính này, chỗ này ta làm này, bên này có cộng với 2015, bên này cộng 2005, ta chỉ việc lấy ta cộng vào, đúng không? Thì 1000 ta phải lấy là 917 ta cộng với 2015 bằng 2932. Trước khi cộng với 2015 thì ta trừ đi 2015. 2015 bằng 917. Vậy trước khi chia cho 5 thì ta phải nhân với 5 bằng 4585. 4585. Câu tiếp theo, trước khi ta cộng với 2003 bằng 8931 thì ta lấy 8931. Ta trừ đi 2003 bằng 6928. Rồi ta chia cho 4 để tìm x bằng 1732. Câu tiếp theo, trước khi ta cộng với 1394 để bằng 9507 thì ta lấy 9507 trừ 1394 bằng 8113. Sao ta làm sao đấy? Chia 7. Chia 7 để bằng 1159. 1159. Một cửa hàng có 4 sọt đựng cam, mỗi sọt có 195 quả. Nếu đem số cam đó chia đều vào 6 sọt thì mỗi sọt bao nhiêu quả? Vậy có mấy sọt trẻ con nhỉ? Có mấy sọt đấy? Có 4 sọt. Mỗi sọt bao nhiêu quả? Mỗi sọt á? Mỗi sọt có 195 quả. Ta nhân với 4 để được có tất cả bao nhiêu quả? Bằng 780. Bây giờ chia cho mấy nhỉ? Chia 6. Chia 6 thì mỗi sọt bằng 130 quả. 130 quả. Câu tiếp theo, câu 8, trước khi cộng với 1094 bằng 1963 thì em phải làm thế nào? Ta lấy 1963 trừ 1094 bằng 869. Bằng 800. Rồi, 869 cho ta làm sao nhỉ? Ta nhân 7. Nhân với 7 bằng 6083. Vậy kết quả là 6083. Tiếp tục 6083. Một đội công nhân sửa đường, ngày thứ nhất sửa được 1260 mét. Như vậy ngày thứ nhất sửa được nhiều hơn ngày thứ hai là 34 mét. Vậy ta phải tìm số mét đường ngày thứ hai bằng cách là
là 1260 trừ đi 34 bằng 1226. Vậy ngày thứ hai sẽ được 1226 mét đường. Nhưng ít hơn ngày thứ ba là 22 mét. Vậy ta lấy 1260, ta cộng với 22 để tìm ngày thứ ba thì bằng 1282. 1282. Ngày thứ tư sửa được quãng đường bằng 1/4 tổng quãng đường của 3 ngày đầu đã sửa. Vậy ta phải đi tìm số mét đường của ngày thứ tư, hỏi cả 4 ngày được cũng nhân được bao nhiêu. Ta lấy bằng 1/4 mà, ta lấy 1226, 1226 ta cộng với 1282, ta cộng với 1260 bằng 3768. 3768. Bây giờ ta phải tìm 1/4, tức là phải chia cho mấy nhỉ? Chia mấy? Chia 4 để bằng là 942. Vậy ta lấy 3768 cộng với 942, ta lấy 3768. Rồi em cộng, hỏi cả 4 ngày mà, cộng với 942 cộng 942 thì sẽ bằng là 4710. Vậy kết quả là 4710. Câu số 10. Nam có 154 viên bi, biết 1/7 số bi của Nam bằng 1/8 số bi của Việt và bằng 1/9 số bi của Cường. Hỏi ba bạn có bao nhiêu viên bi? Vậy 1/7 số bi của Nam ta phải tìm. Ta lấy 154 chia 7 bằng 22 viên. 2 viên. Vậy Nam Việt sẽ bằng 22 nhân 8. Nhân 8 bằng 176. 176. 22 nhân 9. 22 nhân 9 bằng 198. Ta lấy 198 cộng với 198 cộng với 176 cộng bao nhiêu nữa? Cộng 154 bằng cộng 154 bằng 528 viên. Cả ba bạn có tất cả là 528 viên. Các bạn xem lại bài rồi các bạn nhấn nút nộp bài.